Nhi ơi, cháy rồi, cháy rồi. Cháy rồi chứ nhà họ chạy chú quay không, không. AirPods cháy hàng rồi, hết hàng rồi. Trời ơi, tôi hết hồn mà. Thằng Thanh con này. Hello, xin chào cả nhà. Như vậy là hết tháng 7 rồi. Trời ơi, thời gian sao lại trôi nhanh ghê. Và trong tháng vừa rồi thì Nhi cũng đã giới thiệu cho các bạn rất là nhiều những sản phẩm được khuyến mãi luôn. Và sau tất cả thì vị trí dẫn đầu doanh thu của tháng đã thuộc về họ nhà AirPods. Hiện tại ở nhà Minh Tú Mobile thì có bán hai dòng AirPods, đó chính là AirPods 2 và AirPods Pro. Đầu tiên thì nói về AirPods Pro nha, đây là cái dòng tai nghe cao cấp của nhà táo, ra mắt cũng được 2 năm rồi. Và nói chung thì đây là một cái sản phẩm được mọi người rất là ưa chuộng luôn. AirPods Pro có thiết kế in-ear trong tai có thể tùy chỉnh được. Apple cũng đã trang bị 3 kích thước đầu tai riêng biệt trong hộp với AirPods Pro. Cho người dùng chúng ta có thể lựa chọn sao cho vừa vặn với tai của mình nè. Đối với dòng tai nghe này thì nó có khả năng kháng nước IPX4, cho nên là cả nhà chúng ta cứ yên tâm mà sử dụng ở mọi điều kiện môi trường luôn nha. Nói chung thì những tính năng nổi trội như khử tiếng ồn, pin sử dụng lâu, v.v. đều có đầy đủ trên dòng AirPods Pro. Đó là chưa kể đến tính năng độc quyền chỉ có ở dòng tai nghe này, đó chính là hỗ trợ âm thanh không gian với tính năng theo dõi đầu động cho Apple Music cũng như là nội dung video. Tính năng âm thanh không gian sử dụng các bộ lọc âm thanh định hướng để phát âm thanh hầu như ở mọi nơi trong không gian luôn, tạo ra trải nghiệm âm thanh sống động. Điều này sẽ đưa các kênh vòm chính xác vào đúng vị trí, ngay cả khi bạn quay đầu hoặc là di chuyển thiết bị của mình. Còn muốn chi tiết hơn nữa thì các bạn hãy lên kênh YouTube của Minh Tú Mobile để tìm lại video nha, tại vì cũng đã có rất nhiều video nói về con AirPods Pro này rồi. Ở Minh Tú Mobile hiện cũng bán con này với giá chỉ có 4.990.000 đồng thôi, rẻ hơn thị trường rất là nhiều đó, cho nên cả nhà nếu chúng ta có nhu cầu thì đừng bỏ lỡ ha. Một sản phẩm tai nghe nữa cũng được rất là nhiều người dùng ưu ái gọi với cái tên là AirPods quốc dân AirPods 2, thì đây cũng là dòng tai nghe được bán chạy tại Minh Tú Mobile trong tháng vừa rồi đó nha. Ok, và nhiều người sẽ vẫn luôn ưu ái đối với em AirPods này. Đặc biệt với những ai sử dụng tính năng Hey Siri thì AirPods 2 sẽ cực kỳ là tiện lợi luôn. Khi mà đeo á, tất cả những gì bạn cần làm đơn giản chỉ là nói Hey Siri. Bạn sẽ có thể điều khiển âm lượng nè, thực hiện cuộc gọi, gửi tin nhắn văn bản và bất kỳ tính năng Siri nào khác mà bạn sử dụng. Có lẽ đó cũng chính là một lý do mà nhiều người thích chọn mua em nó. Ngoài ra thì thời lượng pin trên AirPods 2 là một điểm cộng cực kỳ lớn đó nha. AirPods hiện cung cấp 3 giờ đàm thoại khi sạc đầy và thêm 2 giờ đàm thoại với 15 phút sạc thôi. Đó là một bản nâng cấp lớn và là lý do để người dùng có thể nâng cấp từ AirPods đời đầu tiên lên AirPods 2. Ngoài ra thì khả năng kết nối ở AirPods 2 cũng rất là nhanh. Nếu như sử dụng nhiều thiết bị để kết nối thì đây là một điều cực kỳ tiện lợi luôn. Và đương nhiên video đánh giá chi tiết thì cũng có rồi nha, cho nên cả nhà hãy cứ tìm lại trên YouTube của Minh Tú Mobile. Giá của em này hiện tại là 3.250.000 đồng thôi, cũng là một cái sản phẩm đang được khuyến mãi tại cửa hàng Minh Tú Mobile, cho nên cả nhà nếu mà có nhu cầu cũng như là có hứng thú với AirPods 2 thì đừng bỏ lỡ nha. Và nói thêm một chút nữa cho cả nhà, đó chính là ở Minh Tú Mobile thì các bạn có thể mua một tai lẻ cũng được chứ không nhất thiết phải mua một cặp đâu ha. Nói chung nhìn tổng quan lại thì với những tính năng xịn sò cũng như giá cả như vậy nữa thì chắc chắn cái việc mà hai dòng AirPods này được bán chạy nhất trong tháng vừa rồi cũng không có điều gì lạ cả, bởi vì nó xịn nè, lại phù hợp với điều kiện hoàn cảnh cuộc sống bây giờ nữa. Cứ ở nhà mãi thì mua AirPods về để nghe nhạc chơi game là điều cực tuyệt vời luôn. Ok, và cuối cùng thì nếu có ý kiến các bạn hãy để lại comment. Đừng quên like, share, đăng ký kênh của Minh Tú Mobile nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.